Xin chào mọi người, em Thủy quay cho các bác cây chanh tứ quý. Cây cực kỳ đẹp luôn, đỉnh nóc thì trần đẹp, tán tròn, cây cao to. Cây này tán của nó sải tay, tán là 1m8, 2m. Cao cây cả chậu nó rơi vào khoảng 3m, 3m rưỡi. Rất là đẹp luôn. Cao cả chậu có đẹp của tầm 3m rưỡi. Đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Một cây chanh tứ quý cho các bạn về trồng làm cảnh trưng biệt thự sân vườn. Chơi được quanh năm luôn nhá. Cái này nó giống này, nó còn chơi, nó còn hay hơn ở chơi bưởi, mới chỉ là chơi cam quýt luôn luôn. Nếu mà các bạn mua một cây cam canh hoặc một cây bưởi, các bạn thường là chơi 1 năm 5 sau thì nó sẽ rất khó đậu quả. Nhưng mà thằng chanh này thì rất hay, chanh tứ quý nè các bạn. Từ bây giờ đến cuối năm nó còn ra rất nhiều đợt hoa nữa, hoa quả quanh năm luôn, trên cây lúc nào cũng có hoa có quả. Các bạn mua một cây chanh này về chơi, vừa trưng làm cảnh, vừa thỉnh thoảng lá chanh thì mang ra chế biến một số món ăn. Các bạn cho lá chanh nó thơm, và lá chanh pha nước chấm ấy, lá chanh ăn thịt gà được. Nó rất là nhiều công dụng luôn. Vừa là cây cảnh này, vừa cây ăn quả, vừa cây dược liệu. Chanh rất là nhiều công dụng luôn. Thế nên là bạn nào mà đang chuẩn bị về nhà mới ấy, mình đang cần tìm cây trang trí sân vườn, mình chưa biết trồng cây gì, các bạn có thể cân nhắc trồng cây chanh này. Bởi vì bây giờ là quả của nó, màu quả nó lẫn với màu lá nên là hơi khó nhìn quả một tí. Đây. Quả nó to như này. Nó to lắm các bạn ạ. Căng chín mọng luôn này. Đấy, quả rất là đẹp này. Đây quả đây. Quả nó chín rồi, khi chín là cuối năm chín nó sẽ chuyển sang màu vàng thế này nhá. Đấy, quả này chín rồi này. Quả này hơi chín ép một tí này, nó bị có vết ở đây nên nó bị chín ép. Chứ đây là cái quả chín, nó còn chưa to bằng quả xanh đâu. Cái quả xanh này đến cuối năm nó còn to lửa nhá mọi người nhá. Cuối năm nó còn to lửa đây này. Màu quả lẫn là màu lá này. Nó lẫn ẩn lấp vào màu lá đâu. Trên cây nó sẽ ra vừa hoa vừa quả, vừa lá vừa hoa vừa quả này. Từ bây giờ đến cuối năm nó sẽ còn 2 hay là 3 đợt hoa nữa nha các bạn nhá. Từ bây giờ đến cuối năm cây là nó còn 2-3 đợt hoa nữa cơ. Các bạn chơi thoải mái, vừa chơi vừa làm cảnh, vừa ăn quả, vừa làm cảnh vừa ăn được cả lá chanh luôn. Các bạn chơi cái này rất là nhiều công dụng luôn. Cái cây chanh thì nói chung là em không cần quảng cáo nhiều, dòng này dòng chanh thì quý, lá ăn được, quả ăn được, hoa thì rất là thơm, nào lá thơm, hoa thơm. Lá chanh này ăn được thịt gà nhá, chứ không quý thì phải chanh ta đâu. Lá chanh này giống này, lá chanh của nó cũng rất là thơm, cây đẹp. Ngang tán của nó là 2m hơn 2m. Em chào anh Phong Ngô. Ngang tán của nó là 2m hơn 2m và cao cây là 3m rưỡi. Cái này là cao cây là 3m, cao cây là 3m rưỡi và ngang tán nó là hơn 2m. Ở vườn em còn 4 cây các bạn nhé. Còn 4 cây cực kỳ đẹp luôn. Bác nào đang cần setup biệt thự sân vườn, mình chỉ cần trồng hai cái là hai bên thôi. Nhà mình mà đẹp mình chỉ cần trồng hai cái là hai bên nhà thôi, đẹp xuất sắc luôn. Phong Ngô bao tiền? Cái này 14 triệu anh Phong Ngô ơi. Giá em bán quá rẻ luôn. Giá 14 triệu thôi. Cây cực kỳ đẹp luôn, tán ngang tán 2m. Ngang tán 2m, cao cây khoảng tầm 3m rưỡi. Chanh tứ quý nhá. Chanh tứ quý hoa quả. Quả ăn được, chua, nó lết lẹt luôn. Chua xong thơm. Quả ăn được, chua lết lẹt, thơm. Cái này quả thì thường là các bạn pha nước chấm này, hoặc các bạn ngâm mật ong này. Ngày xưa người ta thường hay là có rộ lên phong trào chanh đào ngâm mật ong đấy. Nhưng thực ra thì các bạn nhanh ngâm chanh tứ quý đấy, ngâm mật ong nó còn công dụng còn tốt hơn chanh đào cơ. Chanh đào thì nó đẹp mắt thôi. Thì đẹp mắt lúc mà các bạn mua về, các bạn thái ra bên trong nó có màu hồng đào thôi. Nhưng mà để mà hàm lượng dinh dưỡng này, hàm lượng dinh dưỡng với cả để mà thơm ngon đấy, chanh tứ quý nó vẫn là cái dòng thơm ngon nhất. Quả nó to lắm các bạn nhá, quả nó to lắm. Đây là bên trong đầy quả này. Các bạn nhìn này, quả nó sai lắm. Nhưng kiểu màu quả nó ẩn nấp vào màu lá ấy. Bây giờ nó chưa trổ mã nên là màu quả nó ẩn nấp vào màu lá, nên là nhìn nó không lộ quả, nó không lộ quả nhiều. Đây, cây tiếp theo, cây bên trong này. Đây, cây tiếp theo này. Bên nhà em nó có đủ đôi cho các bác mua hai cây trưng hai bên trước cửa nhà nhé. Bên nhà em là có đủ cây cho các bác mua hai cây hai bên trưng trước cửa nhà, còn 4 cặp cây đẹp nữa.
còn bốn gốc cây đẹp luôn, và giá của thì bình dân em bán có 14 triệu một cây thôi, báo giá lét luôn. Cây này 14 triệu mua được trưng quá, xuất sắc. Bác nào đang cần set up biệt thự sân vườn thì IB ngay cho em Thủy nhá. Eo quả chanh to thế, chanh thứ quý này, quả chanh to lắm các bạn ạ. Đây. Đấy, chanh quá đẹp luôn này. Xuất sắc luôn. Quả chanh chín này, to mà chín này, con này gọi là chín ép. Chín ép là bởi vì sao, nó vừa bị mưa, vừa bị mưa xong nó bị bão, nó bị dập, thế là nó mới chín đấy. Cây chanh này các bạn chơi từ bây giờ đến cuối năm luôn nhé các bạn nhá. Cây chanh các bạn mua về các bạn chơi từ giờ đến cuối năm luôn, là đảm bảo nó đẹp luôn từ giờ đến cuối năm nhá. Ai ưng cái này này, ai ưng cái này chốt đơn chuẩn màn hình, gửi số điện thoại em Thủy đầu kênh là 969162214 nhá. Ngoài ra thì vườn có rất là nhiều quýt, vườn có rất là nhiều quýt đẹp nha các bạn nhá. Đây, trái tim em đập bùng bùng, trái tim em đập bùng bùng này. Đây là một tác phẩm quýt chu sa. Quýt chu sa thì bây giờ quả quýt nó vẫn nhỏ, cuối năm thì quả quýt nó sẽ to gấp đôi như này. Cuối năm thì quả quýt nó sẽ to bằng quả chanh này này. Cuối năm quả quýt nó sẽ to bằng quả chanh này này. Và nó sẽ chuyển sang màu cam, màu vàng cam. Nó màu chín, nó không phải màu vàng như quả chanh này đâu. Màu vàng của quả chanh này nó không, cái quả quýt này nó không phải màu vàng như quả chanh, mà nó màu của nó màu vàng cam, nó gần như là đỏ ấy. Dòng đỏ, cam đỏ ấy. Đấy, nó chín sẽ đỏ. Đấy, thì cây này là cây quýt nhá. Đây là cây quýt. Cây quýt này thì là đây, mặt này thì là uốn thành hình trái tim này. Mặt này thì uốn thành hình trái tim nhá, còn mặt sau này, mặt sau là uốn hình lượn sóng. Tôi chưa biết tên thì đặt tên là gì nhỉ? Các bạn theo các bạn được không? Cái tác phẩm như thế này là tên là gì? Đây là kiểu như cung tên, mũi tên ấy. Này, bên kia là hình trái tim, bên này là hình lượn sóng này này. Rất là đẹp luôn. Ngoài cái tác phẩm này ra thì còn một tác phẩm đẹp mà mình thích nữa này. Còn những tác phẩm khác thì cũng đang làm dở, nhưng mà em thì em không thích lắm. Nhưng mà cái tác phẩm này em thích này. Tác phẩm này em thích này. Đây. Đây. Nó bị ngược sáng nhỉ? Để em quay về phía đằng này em quay. Không được sáng thì mọi người nhìn sẽ rõ hình dạng tác phẩm hơn. Đây, nó hơi ngược sáng. Đây, bên trên là quả cầu, bên dưới nó là như kiểu cái bát, không biết là nó là cái bát hay là cái gọi là cái gì đây. Đấy, đỡ quả cầu này. Quay mặt này thì nó sẽ rõ hơn, nhưng mà nó đã bị vướng cây ý. Nó bị vướng cây đây thì dáng như này. Nên phải đứng nghiêng, nhưng mà đứng thẳng thì nó không quay rõ. Còn quay mặt kia thì là nó bị ngược sáng thì mọi người nhìn nó không rõ. Cái tác phẩm này là 35 triệu. Cái tác phẩm cây quýt này này, tác phẩm cây quýt mà trong cái thay này, cây quýt bên trên là quả địa cầu, bên dưới là cái bàn tay đỡ ấy. Thì cái tác phẩm này nó là 35 triệu. Hôm vừa rồi có một tác phẩm cái ghế với cả cái lọng cũng là 35 triệu. Thì khách lấy đi rồi, khách chốt đơn là và mang đi rồi. Cây rất là đẹp luôn. Quýt đây, quýt chu sa, quýt cổ đây. Nếu mà các bạn mua một tác phẩm rông như này,